nãy bạn ở đâu? Dạ em ở Nghĩa Hành, còn anh ở đâu? Ủa Hành gì? Dạ Hành Trung. À gần nhà mình luôn, cùng huyện với bạn. Từ từ, coi chừng kiểm tra của bà con không nha. Không, không ngồi tôi cũng e thẹn gặp lại lạnh nữa. Cái này là em bắt sống được rồi anh ạ. Em tên là Nguyễn Thị Kim Phô. Kim Phô. À phía Kim Phô hả? Đúng rồi. Lạ ta. À Phô năm nay bao nhiêu tuổi, làm nghề gì? 29 tuổi. Ủa nhưng mà tôi hỏi lạ rồi, cái chữ Kim Phô đó bạn biết sao mà gia đình mình đặt là Phô mà? Theo như ba em nói á, là theo cái tiếng gì á, Kim Phô có nghĩa là con trâu nước, tại em tuổi Sửu. Cho nên á là kêu con trâu nước thì trên bờ sống không được mà ở dưới nước cũng sống không được. Là dễ sống. Dạ. Vậy là làm biến lắm này nè ha. Có đâu chị, làm xiên chứ con trâu làm xiên lắm á chị. Trâu làm xiên lắm hả? Dạ. Hiện giờ Phô đang công tác ở đâu, đang làm gì? Dạ, em đang làm kế toán của phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia. Rồi, bạn trai, bạn tên gì? Dạ, em tên là Khoa, Đào Ngọc Khoa. À, hiện em đang làm kế toán cho công ty dược ở quận 10. Cùng kế toán luôn. Kế toán luôn. Bao nhiêu tuổi? Dạ, em tuổi con trâu. Trời ơi, một cặp trâu nằm nước luôn ha. À, em muốn tìm cái người bạn trai của mình là người như thế nào nè? Tại em hơi bé, em hơi thấp cho nên em thích người cao khoảng 1m65 trở lên. Ăn mặc thì gọn gàng sạch sẽ là được. Em không có thích mấy người mà bụng bự. Sao lại không thích bụng bự? Nhậu quá chị, không thể nhậu bụng như là bụng bự. Bia đó. Dạ, ha, không dạ. Thích ha. Vụ này tôi nghe quen quen ta. Mặt điểu. Quen lắm luôn à. Mặt điểu là dạ. Sao? Mặt sao là điểu? Không trai mà nhìn cái mặt nó điểu điểu, em không thích điểu điểu giang giang, em không thích. Bây giờ bạn nghe bạn gái bên kia nói rồi, bạn cảm nhận như thế nào nè? Thì em cũng cảm nhận được có thể là bà bên kia hiền. Hiền. Nói chung chắc cũng có thể là dễ thương. Dạ, dạ. Bạn đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Em cũng đã từng là trải qua 2 mối tình. Lần đầu thì yêu nhau cũng hơn 1 năm. Và sau đó thì cũng chia tay. Lần thứ 2 thì được hơn 2 năm. Rồi cũng chia tay cách đây cũng được 8 tháng à. Lý do tại sao chia tay? Thì cái do người ta chủ động chia tay với em thì... Nếu ta không chia tay thì sao? Thì chắc có thể là cuối năm nay. À, tức là bạn không có chủ động trong 2 cuộc tình, bạn không chủ động chia tay luôn. Dạ, cái mối tình đầu tiên thì em chủ động chia tay. Còn mối tình thứ 2 thì bị chia tay. Ờ, đúng rồi, ăn miếng chạm miếng thôi. Dạ đúng rồi. Đầu tiên bạn chia tay người ta lần sau, người ta chia tay bạn lần sau nữa, hai người tự chia tay. Chia tay cái cảnh độc thân để mà mình tiến tới hôn nhân. Đúng rồi, tiêu chuẩn người yêu của bạn như thế nào? Thì tiêu chuẩn người yêu của em thì cũng đơn giản lắm. Nói chung là ngoại hình thì cũng ưa nhìn một chút. Cao thì 1m55 trở lên là được, là đừng có xe xua hay là đu đòi vậy mà được, đặc biệt là được cái sơ móng tay đó lẹ đó lét là được. Ủa sơ móng tay là mắc mới gì không thích đó, bên đây đó lẹ đó lét. Nhưng mà chị Tường đi làm như mình có kế toán á, người ta có nói mình có khô khan quá không? Ai cũng nói kế toán khô khan nhưng mà em theo em thì sao? Em không có khô khan. Không có khô khan. Dạ. Em có sở thích gì em thiếu gì không? Dạ em sở thích thì em có nhiều lắm chị. Thích đi du lịch, thích đi chơi, thích đi xem phim, thích đi ăn uống, thích hát karaoke. Dạ. Hát hay không? Dạ theo nhiều người nói thì cũng được. Cũng được đâu, thử là làm thử một khúc coi cho để mình chứng tỏ là mình kế toán mình không có khô khan. Còn thương rau đắng mọc sau hè rồi. Nắng hạ đi mây trôi lang thang cho hạ buồn, khói khói đốm đồng để ngâm ngùi chim nhớ lá rừng. Ai biết mẹ buồn vui khi mẹ kêu cậu tới gần, kêu cậu ngồi mẹ nhổ tóc sâu, hai chị em tóc bạc như nhau. Đôi mắt cậu buồn hiu phiêu lưu rong chơi những ngày đầu hè. Ba da miếng dừa đường mòn xưa, dãi nắng dầm mưa. Em hát cái gì thôi nha. Nãy giờ thấy nhét nhét miệng muốn hát rồi nè. Đáp trả bài thử đi. Tới chương trình hôm nay thì em thấy bạn bên kia hát hay quá. Em cũng hát nhưng mà hát không có hay lắm. Nhưng mà em cũng xin hát lại một bài là bài Vì Đó Là Em. Rung, em rung quá. 2, 3. Không cần biết em là ai, không cần biết em từ đâu, không cần biết em ngay. Rồi, bạn giỏi biết luôn. Rồi, để tôi đưa bạn vô thi chương trình, bạn có thực tài. Khỏi biết luôn. Bạn là quê ở đâu? Dạ, em quê ở Quảng Ngãi. Quảng Ngãi hả? Dạ. Hình như bạn là một người hết sức nhút nhát đúng không? Dạ, nói chung cũng vậy. Ví dụ như bây giờ tập này thì em nhát, nhưng mà lần sau, tập sau mà em lên nữa chắc em nhát. Thôi. Nhưng mà tôi hỏi bạn, nếu bạn nhát như vậy thì cái nụ hôn đầu tiên của bạn á, bạn rung thế nào? Thì nói chung là nó cũng phê phê.
Vậy là thành công rồi. Nhưng mà nhào vô hôn liền hay sao, xin hay là? Dạ không, phải xin trước lén hay sao? Chứ không xin là ăn tát liền anh. Xin sao bạn nói sao bạn không thì được? Thì kêu là em ơi cho anh hôn miếng. Rồi bạn gái nói sao? Thì bạn gái im lặng là mình hôn thôi. Chứ cho phép rồi. Im lặng là đồng ý rồi. Là nhào vô hôn luôn. Dạ. Rồi sau đó làm tới luôn. Dạ hôn thôi chứ đâu làm gì đâu anh. Xin ra hôn thì người ta cho hôn là hôn thôi chứ làm tới gì. Em muốn vợ chưa? Dạ nói chung là em cũng muốn muốn. Muốn chưa, chắc chắn chưa? Chắc chắn rồi, gặp nếu mà được cưới liền không? Dạ được, nhưng mà cũng phải tìm hiểu được thời gian. Bao lâu mới cưới? Thì khoảng ít nhất là cũng 6 tháng cho anh để anh hiểu nhau đi, lỡ bề mặt lộn với nhau mệt lắm. Trời đất ơi, chúng lộn làm gì cũng lộn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xem mặt để coi kiểm tra được không, cho gặp luôn. Hello. Bạn quê đâu? Dạ em hình như là cùng quê với bạn đó, bạn đó cũng Quảng Ngãi phải không anh? Quảng Ngãi luôn. Dạ. Bạn cũng Quảng Ngãi luôn. Dạ. Vậy là hợp đấy. Tết này mình về quê được chung rồi đó. Hai con trâu về. Hai con trâu. Rồi. Với hai con trâu về có đổi nhau không? Thích bên kia khoảng 1m65 hả em? Không có được thích bụng bự đúng không? Em chào chị. À, chào bạn. Được. Nãy giờ còn rung á. Được, lát nhớ xin nha. Xin chứ chị. Xin. À rồi. Nói không nha. chưa. Để từ từ chứ chị. Ừ, chứ xin liền người ta bỏ mình chạy mất chứ sao? Ví dụ như họ không cần xin mà người ta tự cho luôn sao? Ờ cái đó thì được ạ. Được ha. Dạ. Cặp trâu nước này được. To lắm nha, chuẩn bị tinh thần đi đó. Nhưng mà hôm nay cũng vạm vỡ đâu, đứng lên coi coi cao mấy 65 không? Dạ em cao mít. Được. Cao à. Được. Cao chắc hơn tôi à. Được. Dư sức khiêng em về Quảng Ngãi. Bây giờ mình cho hai bạn gặp nhau đi Linh ơi. Rồi xin mời màn kéo lên. Hai phút dành cho hai bạn, bắt đầu. À, cái tay mình tặng bạn. Dạ, cảm ơn. Ủa mà bạn em Quảng Ngãi nha, bạn ở đâu? Dạ, em ở Nghĩa Hành, còn anh ở đâu? Ủa, Hành gì? Dạ, Hành Trung. À, gần nhà mình luôn, cùng mình với bạn. Ôi vậy hả? Coi chừng kiểm tra của bà con không nha. À, không, không có đâu, à, em họ Đào, bạn này họ Nguyễn. À, con trai miền Trung thì rất là gia trưởng. Anh có gia trưởng không? Không, mình thì không có gia trưởng, nói chung có xíu xíu thôi chứ không có nhiều lắm. Anh có nhậu nhẹt, hút thuốc lá rồi cờ bạc gì không? Trời thì có nhưng mà bạc thì không. À, nhậu nhẹt thì thỉnh thoảng đi mới có, còn thuốc lá thì đặc biệt không, mình rất ghét thuốc lá. Không ngồi tôi cũng e thẹn gặp lá lạnh nước. Cái này là em bắt sống rồi anh ạ. À, em thì em thích con trai mà biết về bên kỹ thuật á. Ví dụ như là điện nước ở nhà hư thì có thể biết sửa. Cái đó là ok, dạ. Mình có cái tính là mình học lỏm rất là giỏi. Ví dụ như thấy người ta sửa cái gì đó, mình bắt chước là sau hư mình sửa được. Dạ. Còn riêng... mốt xe em thôi, anh nhớ sửa giùm em nha. Xe thì mình bỏ lại, xe những cái đơn giản thì mình sửa được. Chứ còn ví dụ như là máy móc ở đâu đó thì mình không sửa được. Dạ. Ví dụ mà kết hôn thì anh có thường, anh có nghĩ rằng là anh sẽ giúp vợ làm việc nhà không? Cái đó thì tất nhiên rồi, bây giờ là năm nữa mình đẳng mà. Ví dụ như là vợ giật đồ thì chồng lau nhà, hay là vợ làm cái nội chồng lau kia, mình chia sẻ nhau công việc thôi chứ. Cái đó thì mình không có quan niệm là vợ phải làm hết. Nói không kịp đếm luôn. Thôi hết giờ. Rồi và bây giờ là sau khi một cái 2 phút để trải nghiệm, bây giờ chúng ta hãy lắng động lại và quyết định xem là chúng ta có đồng ý hẹn hò với nhau hay không. Mời bạn đặt tay ra phía sau thành ghế. Sau 3 tiếng đếm, chúng ta sẽ nhấn nút nếu như chúng ta đồng ý hẹn hò, và ngược lại không đồng ý hẹn hò chúng ta sẽ không nhấn nút. Và bây giờ 3 tiếng đếm bắt đầu. 1 2 3 các bạn, Tết này gì vậy, gì ồn dữ vậy, cái cao thấp đâu quan trọng đâu, đúng không bạn? Dạ. Quan trọng rất là dễ thương, quan trọng là hợp nhau và yêu nhau là được anh. Hợp, bạn thấy hợp không? Dạ thấy cũng hợp. Giờ còn rung nữa không? Dạ cũng còn rung. À.